lại với kênh hai cô gái Đà Nẵng. Welcome back to Đà Nẵng Sister. Và mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình giữa rất nhiều video ngoài kia. Và mọi người hãy nhớ nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai chị em mình, vì đó là động lực rất lớn để hai chị em mình sản xuất ra nhiều video với những nội dung hấp dẫn dành tặng đến mọi người nha. Và hôm nay thì hai chị em mình sẽ giới thiệu một quán ăn yêu thích của hai chị em mình, đó là quán xôi chiên. Và có bao giờ các bạn nghe đến xôi chiên ở Đà Nẵng chưa? Đây là một quán rất là nổi tiếng về món ăn này. Quán sẽ mở từ 6 giờ chiều cho đến tận khuya. Nên đây cũng sẽ là một gợi ý đến những bạn đã đi du lịch ở Đà Nẵng và muốn tìm một quán ăn đêm. Ba chỉ để làm món ba chỉ nướng luôn chú, còn thuộc hết menu quán chú luôn. Trừ chú làm món gì là con biết chú đang làm chi rồi. Dạ. Tầng này, tầng này là bao nhiêu ký ra thịt ba chỉ vậy chú? Dạ vậy bây giờ nói cho mấy cái. Hai chục. Mấy ký. Mấy ký mà. 5 ký. Dạ. Ở nhà con cũng nêm gia vị như vậy nhưng mà cái tay chú nêm sao vẫn ăn ngon, ngon dữ sợ. Đúng rồi, cũng đặc biệt. Tụi con ăn chắc rồi, tụi con còn bé rồi, mười mấy năm rồi. Cái đồ vô đông quá rồi, thở nổi. Trừ là chú đã thở không nổi rồi. À, Ngọc thấy là chú đang ướp cả ba chỉ và tai heo, tai mui luôn. Dạ. Cốc lét nữa hả chị? Cái này chú làm mà ví dụ tối thiếu là chú ướp thêm hả chú? Dạ. Nói chung là hàng luôn tươi mới. Đúng rồi. Dạ, thịt tươi, thịt tươi ghê luôn. Quá nhiều không còn dư. Dạ. Là chú làm chừng chừng thôi, chứ làm nhiều quá là nó dư. Dư ra. Chú theo cái nghề đi bao nhiêu năm rồi chú? Con ăn chú từ hồi còn bên quán cũ á. Ừ, 3-4 năm rồi. Dạ. Ừ. Bây giờ qua quán mới khang trang thôi. Nếu mà nó không khang trang thì nó có lượng cấp nữa. Dạ. Có gì nữa thôi. Thì có bác dẫn đường thôi. Cái bác dẫn đường, đường. À. Không, có bác dẫn đường. Nói mà rồi mới hiểu. Mà từ qua quán thì ăn nó rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa nữa. Sáng hơn đi. Dạ. Dạ. Nhưng mà dạ, con ăn mười mấy năm rồi con thấy là món ăn của chú vẫn như ngày nào nha. Mà qua, dạ, chất lượng vẫn rất là ngon luôn. Ngon. Dạ. Chú chỉ có bao ngon thôi chứ chú không bao chi hết. Để vô luôn ha. Có trà đá. Đây là chim cút. Một ngày là chú bán bao nhiêu con chim cút rồi chú? 50, 70. Chị vẫn giữ giá rồi đó chứ. Giữ giá. Nhưng chất lượng vẫn không đổi nha. Một món một ha. Dạ. Giá thịt mười đầu lên 5,000 đó. Rồi. Mấy có lấy chị cũng lấy. Dạ. Số lượng đông. Tụi em cũng hay đi chợ, tụi em biết chứ, lên hàng ngày luôn á. Hàng ngày. Giống ngày đi mua giá khác chứ ngày mai đi mua giá khác rồi. Nghĩ là khách họ ăn quanh năm mình đang thử thì mình bán bình thường. Dạ. Không. Mà Ngọc thấy món nướng của chú ướp rất là ít gia vị á. Chủ yếu là ngọt từ thịt. Dạ. 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 Đồ chị giờ chờ bé lây là chị cũng nói thiệt cho bé nghe hay là mình không có việc tin mới được. Dạ đúng rồi. Chị có chừng đó gia vị sao? Có nhiều người không ăn được thì tin họ ăn họ bị say á. Đúng rồi. Lâu đầu. Rồi đường nhiều khi họ tiểu đường. Đúng rồi. Bán quá. Giữ chất lượng. Dạ giữ chất lượng. Có tâm. Mình đừng có thấy lợi nhuận quá rồi mình làm. Con đang định hỏi chú là răng bao nhiêu năm mà chưa thấy chú tăng giá. Tại vì không biết thời buổi trừ vật giá thì thà có lên nhưng mà không có dạ. Dạ. Ví dụ như 50 đến 1,000
Dạ. Em mấy năm rồi mới lên được 5 ngàn. Ờ, mấy năm rồi. Chị phải chụp 12 năm rồi. Mấy năm rồi. Bé thay đồ lây dễ sợ mà chị dễ lây năm. Dạ, con cũng tụi con đi chợ em biết hết chú. Bữa thịt thà, rau củ. Để em làm cho họ ăn. Có đồ mắc quá mình lây một lần. Dạ. Chứ họ ăn cả năm mà đi lây tạo. Bé thay trà đá thì có lấy tiền ra. Dạ. Chị kêu chị bỏ hai mấy chục ngàn đá để chị rót cho uống nha, còn không có lấy tiền. Dạ đúng rồi, người Đà Nẵng mình là thấy có cái đó hay, đi ăn quán nào có nước có uống sẵn luôn. Cái hành động mà vô là không có chém rồi. Dạ. Chém rồi, chém lại liền, nước chém liền. Ly uống rồi, uống lại trà đá tính 10 ngày. Nhiều khách lạ, khách du lịch tới ăn như đắng rẻ ngay đây. Dạ. Đó phải là khách mình 60, khách họ trăm, đâu mình, được. Mình thấy họ nó rẻ, mình lên giá, mình tạo. Nói chung là kẻ em, dạ. Ít ít được. Mình muốn bán thật thà, mình hưởng cái lọc mấy chị. Sao mình bị vừa cũng được. Dạ. Chưa mai bữa chú có định chuyên rồi chuyên nghe lại cho đệ tử không? Cái thằng cái trước kìa. Có thằng là cái chồng đây nè. Đó, hai đứa đi mai. Hai đứa chuyên nghe đó. Mà không thích thì làm, còn không. À, cái gì chứ sợ vài bữa chú không nấu được con không biết ăn ở đâu. Tính này cũng đơn giản, cũng kỳ. Dạ đúng rồi, cực lắm đó mẹ. Nấu đồ ăn quán ăn là vất vả lắm. Con thấy chú làm nước sốt với lại cái kim chi chú cũng tự làm nè, cái nước sốt chấm gà chú cũng tự làm hết, rất là đặc biệt. Cái chi làm thịt nhưng cũng phải có sức khỏe lắm nha, ngồi chỗ cái thau thịt đi có cơ bắp luôn á. Chừng nay ba là mấy ký cắn này chứ? 30 kg. À. Thì phải độ ngày thứ bảy chủ nhật hay là nó tăng lên một tăng. Dạ. Chị giác tăng. Dạ. Tăng. Ở đây là cái chú nói là theo cảm giác, theo kinh nghiệm của bản thân. Nói chung ngày mùa. Dạ. Làm đây hết chú. Ngày mùa chú này. Ồ. Thơm quá. Con đi ăn con thích quán chú là có tâm. Khi con xin cái chị chú cũng cho vui vẻ, chú cho hết. Xin thêm bịch nước cũng cho, xin thêm bịch kim chi vô tư. Kẻ ra. Làm cho khách ăn mình đóng mình bán rồi. Dạ. Nên là quán chú là đa số là khách quen rồi chú hả? Là cũng ngon rồi. Dạ. Nhưng mà khách nào đã ăn là không cho. Ăn là quán không ngon là mình. Dạ, quay lại nếu. Dạ. Thì bạn bè đó thì. Dạ. Chứ mình đâu có quảng cáo rồi đi đâu. Mà đâu có quảng cáo đi hả? Không có, mà ở chứ không có quảng cáo đồ cho food đi đồ ăn chứ. Dạ. Quán chủ là food đi với lại ba minh đồ. Xếp rất là nhiều luôn á. Mà mình không có đi vô. Không sao nhọc đồ ăn luôn, cũng ăn cao quá. Phải lâu 100 rồi, mình làm cho họ ăn. À đúng rồi, mình mà làm cho đó là mình phải giá, mình không mình phải tăng giá lên thì mình mới có tiền để mình chia lại hoa hồng. Chia lại hoa hồng hết. Dạ. Đúng rồi, mình đồng có 15%. Ho. Để em đòi 25% thì rồi ra ăn, ra không vô. Dạ. Chú muốn bán cho khách chú ăn. Đúng rồi. Đúng rồi, ai biết tới giới thiệu tới ăn. Gia vị chừng nó đơn giản đó. Đây là nồi nước nhân. À, cái nồi mà để ăn chung với cái xôi chiên là có một chén nước nhân. Đây là đầu cánh cổ là lòng gà đúng không chị? Cắt lòng cút. Dạ, lòng cút. À, cái cùi gà. Dạ. Với lại quay tức không nữa. Trứng cút hả? À. Đâu có gì đâu. Nhưng mà ngon lắm nha. Nó thấy cái nước ngọt từ xương gà ra. À, đồ gà ra vì gà. Do này bé nhìn nè, có xí nước chừng này mà bé thấy gì nhá hả? Dạ đúng rồi. Thịt không á. Thịt không luôn. À, đơn giản ta. À. Quá trời thịt. Trứng đồ đó thôi chứ không có chi hết. Dạ. Đây là như là hắn hắn một đầy ừ nữ đi. Dạ. Topping nhiều. Full topping. Có chưa? Trứng non mà trứng cút. Bé muốn với lại thịt gà thôi. Dạ. Dạ. Lòng cút thì ít chứ mấy. Dạ. Có thịt gà. Nhưng mà thơm, cái nước nhân này cũng đậm đà. Tại vì từ chất ngọt nó ra. Đồ đây là ngọt từ xương gà ra, ngọt từ gà thịt ra. Không có gia vị. À, đồ này không có gia vị. Đúng rồi. Nó tùy vì nước thịt thôi. À, hèn chi mình ăn cái nước này mình thấy có trứng.
Thế thì là chú sẽ làm bằng cách này. Cái mix sức của nhà hàng này. Dạ, cái dạ. Mix sức là có cái trồng trắng, cái trồng đỏ rồi đó. À. Đúng rồi đó. Rồi chú đổ vô này, nóng lẫn chín. Wow, thơm lắm luôn á. Bởi vì cái nước này nó đặc biệt, nó ngon vẫn ngọt. Lạ chứ khác biệt so với nhiều quán khác. Mấy quán khác đâu có đồng hàng đâu bác. Dạ. Gia vị không đồng lắm. Nói chung anh mua đồ bếp cũng khó hết. À một ngày nấu 70 kg nếp luôn. Wow. À một đêm. Là chị đò cho bằng cái nồi này đúng không? Chị xả xong chị ngâm. À. Ôi đây, số sách 2 xô gà nè. Đây các bạn ơi, mình đột nhập vào căn bếp của chú và mình phát hiện ra bí mật tại sao chú nấu xôi ngon như vậy, là chú nấu bằng cái chõ để đồ xôi của người Lào á. Đúng rồi. Là ở dưới là sẽ là hơi nước và phía trên này là sẽ có cái giỏ bằng mây tre và mình để nếp mà mình đã ngâm qua đêm rồi đó. Ngâm sau là mình đậy nắp lại. Xôi nó sẽ chín bằng hơi nước. Ừ. Đúng rồi. Bởi vậy nên là xôi chú rất là dẻo, mềm và thơm mà không có bị nát nha. Mà chị Thảo có công nhận là nấu bằng cái cách này rất là cầu kỳ và thật sự là tốn củi lửa lắm nha. Đúng rồi, nấu. Nên là xôi nó mới ngon, cái hạt xôi nó mới chắc mẩy á. Gà là chú phải luộc bằng củi và trong một cái nồi rất là to như cái nồi nấu bánh chưng á chú ơi. Chú gà nó con lấy mười mấy công để lấy nước. À. Nước gà này là mình sẽ dùng để ăn miếng với nấu cháo đúng không chú? Con thấy gà của chú cái da nó dai mà thịt nó dai dai chứ không có bị bỡ. Nên là canh. Canh hả? À. Cái đó phải luộc là luộc đâu, phải canh á. Dạ. Canh canh cái lửa đồ vậy nó cho mình nhìn con gà biết con tới chưa. Dạ. Dạ. Ở đây chú luộc gà là bằng bếp củi nha các bạn, bằng than, bằng than. Bởi vậy nên con gà mới ngon đặc biệt nha. Đây là gà rồi các bạn. Gà chú luộc bằng bằng lò than và củi á. Nên là cái gà rất là vàng mà ngon luôn. À. Cái này là mình đã ngâm với muối nè, cho nó giòn. Rồi, bây giờ là chị đang làm nước mắm để mà trộn với kim chi. Cái này là chị không đong đếm luôn, làm mà theo nguyên liệu làm in đó rồi. Mắm. Xuống bếp mà chị chỉ hết nguyên liệu, mọi thứ công thức chị chỉ hết. Nhưng mà vẫn làm không ngon giống như chị với chú làm. Đó, mình khuấy đều lên. Đây là có su, dưa leo, cải thảo và cà rốt. Một lớp rau, một lớp mắm. Mình bỏ vào đi là ăn được rồi chị. Chừng đi là mấy ký rau chị? Chục ký rau mà ra được có cái xô đó là bé siêu. Nó sẽ thấm xuống từ từ. Có nước để múc cho họ ăn cho nó ngon. Hai nguyên buổi tối là mình sẽ bán hết một thùng kim chi này. Ai tới trễ hết kim chi là ráng chịu. Đồ của chú nhiều đến độ chú phải bỏ lên xe đẩy mới được á. Mình đẩy luôn nè. Đẩy hỏi chú có nhờ con đẩy ra. Này chú đợi bỏ vô rồi. Bây giờ là chú bắt đầu đẩy đồ ra để qua bên đường để nướng. Một phần là để nướng, một phần là để làm cánh gà chiên mắm đó. Chú ơi, cắt gà đi là bây giờ chú nướng lần 1 xong rồi xí rồi chú nướng lại lần 2 đúng không? Dạ, hai ăn nướng khỏi luôn. Nướng ảo thì là mình sẽ nướng qua một lần đúng không? Xong rồi khi nào mà khách gọi là mình sẽ nướng chín hẳn luôn. Nhưng mà bây giờ mình làm nướng khói nhưng mà nướng vị hay vị cho khách ăn á. Ba chỉ là có hai món, một là ba chỉ nướng, hai là ba chỉ chiên mắm. Chiên mắm nó nước sơ rồi, nước chiên mắm rồi. Dạ. À. Có hai lớp màu. Đây nè. Ba chỉ chiên mắm là chú cũng sẽ nướng sơ, sau đó là chú sẽ chiên mắm. Đây là chú sẽ nướng sơ.
chỉ nha, thịt ba chỉ mà nướng là ngon nhất mắt luôn, vừa mỡ vừa nạc. Hồi nhỏ ráng lên, phải cố gắng cho chú là mới giàu. Quán mình là mở từ 6 giờ đến mấy giờ đêm? 5 giờ tới 4 giờ sáng thì các bạn là gần như là 11 tiếng đồng hồ. Bán xong rồi phải dọn đồ vô, mất cũng 1-2 tiếng đồng hồ để được cái dọn nữa chứ đâu phải. Bí quyết để chú thành công là được chú là ngày làm 12 tiếng đồng hồ, mệt mỏi cũng phải cố gắng làm. Và con thấy chú bán đồ ăn có tâm, tại vì con ăn quán của chú là bao nhiêu năm là con thấy chất lượng vẫn vậy, và cái hương vị của món ăn là chú vẫn giữ nguyên. Cái đó là một thành công của người cả nhà hàng đó. À, chú là người gốc Huế mà cái phóng thì chú vào đây dạ. Con thấy người Huế sao là chú thấy Sài Gòn con cũng gặp rất nhiều người Huế. Cái mỡ của thịt ba chỉ nó tiết ra này, nên là nó cháy, lửa nó cháy bừng lên luôn. Mình đứng ở đây mình quay phim thôi mà mình đã thấy nóng rồi, huống chi chú đứng cả mấy tiếng đồng hồ cả đêm để mà chú nướng thịt. Bởi chung mới nói là chịu khó mới thành công đó.
quán nướng chuyên nghiệp á. Mình đứng đây mà mình chảy nước miếng luôn á các bạn. Giờ mình chỉ muốn đi qua bên quán để mình ngồi mình ăn, mình thưởng thức những món ăn của chú thôi. Nhưng phải đứng đây để quay phim, gửi tặng những cái thước phim và những cái... Giới thiệu cho các bạn biết cái quá trình mà mình chú nấu nướng chuẩn bị rồi ăn như thế nào. Tại vì sao món ăn này lại được rất là nhiều người dân Đà Nẵng và thực khách, kể cả khách du lịch cũng rất là ưa thích. Và món xôi này rất là đặc biệt luôn. Có 102 ở Đà Nẵng đây các bạn ơi. Đó, bây giờ chú nướng xong rồi chú sẽ để lên cái vỉ nè. Ngọc nói thiệt luôn là dù có bao nhiêu thiết bị nướng, lò nướng nhưng mà không có cái gì ngon bằng nướng than hết. Vì cái hương vị của món ăn nó thơm, cuốn hút người ăn. Nó đặc biệt lắm. Ăn rất là cuốn. Ai ăn chim cút, chim bơ. Mày vô. Chú để nướng hết mấy cái đồ này là mấy tiếng nó xong chú? 1.1. 1-2 giờ sáng luôn các bạn. Chú đã lên rồi nè. Đây là cái nồi nước nhân của chú. Rất là nhiều thịt gà, xương gà, lòng gà và cả trứng nữa. Đó. Hấp dẫn. Đây là cái bí quyết làm nên cái món xôi ở quán chú rất là đặc biệt. Các bạn có thể thấy nè. Nước nhân thì ít mà Ngọc thấy là xương và thịt gà rất là nhiều. Đây là cháo gà chú nấu từ nước luộc gà. Cái cháo của chú nấu rất là ngon nha. Nếu mà bạn nào mà thích ăn cháo không có quá lỏng, không có quá đặc đó là mình thấy cháo của chú là khá là vừa ăn và rất là khẩu vị đối với mình. Rất là thơm. Hai nồi. Nồi rất là thơm. Kia là nồi nước luộc gà. Cái nồi này phải mấy lít rồi chứ? 20 lít. Chú nấu bao nhiêu ký gạo chú? Tính lít với lại gạo. À. 3 ký mà. Ba cái máy nữa hai nồi cháo. Dạ. Dạ, gà này là để ướp để làm cánh gà chiên mắm. Món này là best seller của quán chú đó. Đến đây là phải thử món này với lại xôi chiên. Thấy món nào cũng ngon hết trơn. Xíu nữa gọi mỗi món một gì. Nên là trước khi mà tại vì tối là tầm quán rất là đông nên là chú sẽ bỏ ra mấy cái khay này á để chuẩn bị trước. Gà chiên mắm. Ăn muối chảo. Đây là rượu nhân rượu Việt Nam á, rượu táo mèo. Đây là rượu táo mèo. À, hôm bữa mình lên Hòa Bắc mình uống rượu chuối hột nè bé. Dạ, rượu chuối hột này mơ rừng rượu mơ. Mấy rượu này là đậm đà lắm nha, uống vô là ngất ngay luôn đó. Ngất ngay hả? Đây là món mà bán đắt hàng nhất của quán chú là món xôi chiên nha các bạn. Đây, bạn đang chiên xôi. Đó. Cái mặt sẽ rải lên. Chú còn bỏ lên nhâm bông, mè và cả hành phi nữa nên là rất là ngon. Món xôi này thì sẽ ăn kèm với nước chấm đặc biệt của quán. Gà là mình cứ xé sẵn vậy hả? Cứ xé sẵn gà vậy hả? Xé sẽ chập vào cháo. À, cái này bỏ vào cháo đúng không? Gà xé rồi bỏ vào cháo. À, cái thân cái cánh nó là để xé bỏ vào trong cháo gà. Còn cái đùi là để làm gỏi gà. Dạ. Cái đùi nãy bạn bỏ lên trên rồi. Trình chuẩn bị những cái món ăn của quán chú là như thế nào và bây giờ thì hai chị em mình sẽ cùng nhau thưởng thức những cái món ăn đặc biệt nhất của quán. Và ở đây là mình sẽ có xôi chiên là cái món best seller và cái món mà có 102 ở quán rồi. Và mình sẽ ăn kèm với hai cái chén nước chấm đặc biệt của chú.
rất là ngon luôn á các bạn, thơm lắm. Hôm nay là mình đã gọi hai chị ăn một dĩa thịt ba chỉ nướng và sẽ ăn kèm với lá mơ xả và mắm tôm. Ok. Oh yeah. Ngoài ra là mình có kêu thêm một món cánh gà chiên mắm. Món cánh gà chiên mắm này của chú rất là ngon. Mình thấy là tất cả mọi người đến đây ai cũng ăn cái món chiên mắm ở quán hết. Còn đây là tô cháo gà ngọt từ xương gà và ăn cùng với cái nước mắm này của chú rất là ngon các bạn. Ok, bây giờ thì mời các bạn cùng ăn với hai chị em mình nha. Đói bụng quá rồi, cả một buổi chiều quay từ sáng đến giờ tới tối luôn. Món cháo này mình sẽ múc lên. Đây là cháo gà xé. Thì trong này sẽ có cháo gà xé, hành tây và rau răm. Cháo ở đây chú nấu theo kiểu là không có lõm, không phải là cháo gạo rang mà cháo nó hơi đặc đặc một chút. Đúng. Nếu mà ai thích ăn cháo mà nó không quá lõm và nó cũng không có quá đặc đó, thì mình ăn cháo của chú thì rất là ngon. Cho một chút nước mắm, gừng, ớt. Ở đây là chú bỏ nguyên một cái cánh gà luôn. Sao ngon. Thịt gà rất là chắc. Muỗng để Ngọc gà chắc rồi. Gà chắc luôn. Đây mình chan cái nước mắm vào. Cái mắm ở đây của chú làm kiểu chua chua ngọt ngọt á. Cháo gà này của chú là nấu từ nước luộc gà á. Chú luộc 20 mấy con gà luôn, cho nên là cái cháo rất là ngọt. Mệt mệt mà ăn tô cháo gà vô là khỏe người á. Ngon quá. Thảo ăn thôi chim. Cái đũa xôi chiên này của chú là chiên rất là giòn. Ở trên là còn rắc thêm dâm bông với lại là hành phi chiên, hành phi nhà chiên ha. Rất là thơm luôn. Chú sẽ cắt ra từng cái miếng vừa ăn. Xôi ở ngoài giòn tan nhưng mà ở phía trong thì vẫn giữ được cái độ mềm, dẻo. Đây mình sẽ ăn kèm với lại cái nước súp. Cái nước súp này nấu từ thịt gà, xương cổ, trứng cút này các bạn. Ở trong này nêm nếm gia vị rất là đậm đà luôn. Để mình chấm vào cái xôi này. Và cách ăn của xôi chiên là mình chấm đẫm cái món xôi chiên này vào cái nước sốt này. Như vậy nè. Ngon. Nước chấm là cũng có thịt gà ha, chất lượng lắm. Cái nước chấm này của chú mới ăn tiền nè, mới đắt khách nữa, mới đặc biệt nè. Độc lạ mà. Chú nói là món nước chấm này là không đụng hàng ở đâu hết. 102. Chú còn đổ trứng vào đây nữa. Nhờ có nước chấm rất là sánh, mịn và thơm. Một cái phần khô này rất là lớn luôn. Rất là đầy đặn và nhiều. Nước chấm này ngon đến mức mà khi nào mình mua món xôi chiên mình cũng xin thêm hết. Mà chú rất là vui vẻ cho thêm nè. Mà chú cho đầy đặn luôn. Đây là kim chi nhà làm chú à. Kim chi Việt Nam. Thơm. Ăn giòn, bắt miệng lắm. Chua chua ngọt ngọt. Ngon.
sống cái kéo này á, có cả lòng mè gà nữa. Ừ. Chị Thảo có nguyên cái phô con. Chị Thảo mới ăn một quả tim. Ngon kìa. Ngon quá chị ơi. Đang ăn ra múc băng, múc băng. Múc băng hết, ăn hết những món ngon. Hậu quả. Định kêu thêm chim cút nữa. Ăn gì sẽ nhiều. Mà tao nên đi giới thiệu. Giới thiệu cho mọi người biết món ngon. Thì chủ quán dễ thương lắm mọi người. Mình nói là kêu nhiều quá ăn hết, mình sẽ ăn hết. Ừ. Bởi vì món ngon hả? Chị chủ quán dễ thương lắm, lúc nãy mình quay xuống bếp mình xin quay á. Chị chủ quán giới thiệu nhiệt tình lắm. Nấu món này như thế nào. Chị giờ chị giới thiệu tận tình lắm. Chị kêu giới thiệu về đi rồi làm đi. Ngon lắm. Nè. Chẳng là có gì. À tới là không phải à gọn một phần thôi chia nã. Đúng không? Ngon. Ngon. Ăn cánh gà. Quên nói cảm nhận với mấy bạn cái món này. Ủa nãy giờ nói rồi. Nói chung đó là cái xôi ở ngoài sẽ rất là giòn tan luôn. Giòn mà giòn tan thì giòn cứng ha. Dạ. Còn có xôi ở trong á, còn giữa là nó sẽ mềm mềm, nó nóng dạ. Rồi ăn cùng với lại dăm bông với lại cái hành phi ở ngoài á, mắc miệng lắm. Dạ đúng rồi. Nhất mà đặc biệt là chấm với cái nước chấm này nè. Có miếng gà luôn các bạn ơi. Cái nước chấm này á, nó làm cho cái nước xôi nó có cái giá trị lên, ngon rất là nhiều. Món này cũng rất là đắt hàng ở quán chú nha. Cánh gà rất là đầy đặn. Ủa rồi hả nhanh nước. Phải ăn cái cánh. Phải ăn cái phần đùi. Và cái món đặc biệt ở dưới này chị Thảo chưa biết đó là rau má. Chị Thảo ăn thử rau má thì nó sẽ ngon á. À. Thấm thứ nước sốt gà mà. Đúng rồi. Quán này là Ngọc phát hiện ra. Chị Ngọc dẫn chị Thảo đi ăn. Và cả nhà mình là rất là thích quán ăn này. Tại vì thứ nhất đó là chú bán rất là dễ thương. Thứ hai là món ăn của chú ngon. Và trải qua rất bao nhiêu năm mình ăn là chất lượng vẫn vậy à. Cái gà nó vẫn còn giòn ở ngoài nhưng mà nó lại mềm ở trong, nó không có bị khô. Và cái nước mắm thì đậm đà. Ừ, ngon quá. Cái bằng bàn tay rồi. Ừ. Gà cũng mềm vậy đó. Ngon. Đúng là cái gà, cái da rất là giòn. Nhưng mà cái thịt gà thì cũng mềm. Ngon. Ngọc rất thích ăn, cái gà nó giòn nhưng mà ngọt ngài. Khi mà mình chiên quá lâu là cái gà thường sẽ bị khô ấy hả? Ừ, đúng rồi. Thôi chú làm gà không hề khô nha, ngon. Mềm lắm. Ăn miếng con. Ngon dữ rồi con. Chiên mắm thì chiên ra được khoảng hơn muối chảo rồi chú nấu thì chú đổ ra. Đổ dạ là chú nấu ra 100 dĩa là già là hương vị cũng như 100 dĩa. Hiện tại hai chị em mình đang múc băng lắm. Có nhiều người đang nhìn. Đã ăn ngồi hương. Mình lại thích ngồi ăn ngồi đi hàng nha. Chú có bàn ở phía trong nhà nữa các bạn. Mình thích ra đây ăn. Nó vừa mát, gió mát. Mà lại nghe tiếng xe cộ xung quanh nó cũng vui tai. Ngon. Hiện tại là những cái cửa hàng ở xung quanh đây là đang đóng cửa rồi các bạn. Nhưng mà quán của chú là bán tới 5 giờ sáng luôn. Nên các bạn không phải lo. Muốn ăn khuya, ăn tối rồi đi chơi về trễ hay cần một món ăn khuya vào giờ bất chợt nào đó là order là ship thẳng nơi luôn.
Mà dọc tuyến đường Hùng Vương và Pasteur là có rất là nhiều quán cháo miếng ban đêm, nhưng mà Ngọc thấy là quán của chú là Ngọc thích nhất, hợp lý nhất, hợp với khẩu vị của Ngọc nhất, bởi vì đậm đà và đồ ăn chất lượng. Quán chú cũng vệ sinh nữa, quán rất là sáng sủa, có bàn ghế rất là nhiều, các bạn có thể chọn ngồi trong nhà hay là ngồi ở ngoài mát. Ngọc là Ngọc thích, Ngọc với chị Thảo là Ngọc và chị Thảo rất thích ngồi ngoài đường ăn món ăn đường phố, mà ăn đường phố là mình phải ngồi ngoài đường, mình phải thưởng thức được hết. Bây giờ thử ăn qua cái này thịt nướng để hiểu mặt bạn, để thử bỏ cái này là lá mơ nha mọi người. Mình sẽ bỏ cái thịt này vào cái lá mơ nè, xong mình kẹp lại cái mình chấm vô trong nước mắm, mắm tôm à, chết trộn rốt xuống rồi, mặn mặn rồi, chấm vô mắm tôm rồi ăn nha. Ngon các bạn ơi. Thật ra quán chú mà cỡ tà 9 giờ 10 giờ rất là đông luôn, full bàn ngồi ở phía trước và phía sau mình là tính luôn. Nhưng mà chị em mình là cố gắng đến từ sớm để mà quay lại cái cảnh chú nấu ăn, và cũng như là cái quán mà bớt đông thì chị em mình mới có thể đặt máy quay và có thể ngồi nói chuyện và ăn review cho các bạn được. Này, mắm tôm của chú rất là ngon đúng không các bạn? Sủi bọt không kìa. Ngọc không biết ăn mắm tôm nhưng mà Ngọc thấy mắm tôm mà màu tím và sủi bọt là mắm tôm ngon. Ngon chị Thảo? Ngon ngon. Ngon nha, ngon. Sợ mắm tôm đó. Ngọc sẽ chấm thịt này với lại là mắm Việt Nam. Ồ, cái chén mắm của chú làm sánh là chua chua hoặc ngọt ngon đấy. Thịt mà chị á, nó có độ dài dài. Ngon nha. Ngon. Lâu lâu mình đá miếng kim chi ăn cho nó đỡ ngấy. Ngon. Ở đây những cái món mà ăn kèm á, các bạn có thể xin thêm, đủ sao thêm, vui vẻ nhiệt tình luôn. Trà đá miễn phí, refill free, không giới hạn. Ở đây là chú có bỏ rau má ăn lạ lắm chị Thảo. Ừ, chưa có thấy quán nướng nào mà bỏ rau má. Thơm chết. Nãy giờ thấy nào á, giao hàng á, ship tận nơi á, cũng nhiều nè. Nước đầu dăm đèn. Phàm cái tối á, quá ăn cái phần đông. Ừ. Ngồi hết cho bị hà. Ngon. Chưa quậy. Đây là vợ chồng chú là đảm nhiệm bếp chính. À. Nhưng mà cô gái là đếm tiền, thu tiền, order. Cậu con trai là chạy bàn. Trong này nhà hàng family, nhà hàng gia đình. Cho nên là giá cả phải chăng mà buôn bán được rất là thân thiện và dễ thương. Mà chú rất chú trọng cái việc chất lượng của món ăn nha. Chú làm kỹ lắm. Ok. Lúc nãy á, đứng bên cạnh nhìn chú nướng á, cá bụng như thế. Đúng rồi. Hấp dẫn lắm mọi người. Đây mình phải chấm đẳng cái miếng xôi vào trong miếng sốt như vậy nè, đó. Hấp dẫn lắm. Cái bàn hơi có bị nghiêng á.
một ăn hay đổ đổ về hảo. Đặt cái này đường bị nghe á. Ngon. Ăn mà lấy được hay ngon biết không? Mình ăn đến nước sôi gần cuối rồi mà cái nước sôi nó vẫn còn nóng. Đúng. Hai lần định nói nhưng mà nào giòn mà giòn tan nha. Nếm nấu xôi của chú giống như nếm nấu xôi nhà mình nè. Nó rất là dẻo. Nấu nó nhanh chín ngon lắm. Thơm á. Cái nếp xôi ngon á. Là cái nếp xôi nó phải mềm và dẻo thì mình nấu lên mình ăn mình thấy dẻo. Cái bạn mà đứng bếp là hoạt động hết công suất luôn. Tay bên đây làm trộn trộn bóp bóp thôi, xong bò quay qua bên kia chiên lật xào đổ ra. Chuyên nghiệp hả? Bốn bếp mà hoạt động hết công suất luôn. Anh nào đi giao hàng phải được thấy nhiều shipper lắm nha. Nhà hàng đậu ngon nữa. Chị Thảo có thấy là cái rau ngã ăn với thịt nướng á, nó bánh cuốn không? Nó keo nha, keo lắm các bạn, ngon lắm các bạn nha. Vì nó mát. Nè, thịt nướng mát nha. Sao nhà mình bắt chứa vậy luôn. Ngon. Mình thấy là mọi người đi đường ai cũng chỉ nhìn mình hết. Trời ăn ngon quá. Bây giờ là trong mắt mình chỉ thấy dĩa xôi chiên mà dĩa trứng gà thôi, chứ không còn biết gì nữa, tại vì nó ngon á. Chị tập trung vào việc ăn uống không? Đó. Ok chưa? Ngon. Ăn miếng cháo. Miếng cháo hả? Hồi đang ăn cháo còn nghe nhạc Tuấn Hưng nữa. Mình làm miếng cháo nữa nha. Giờ là no rồi đó. Quá ngon. Một con ăn ở đây rất là đầy đặn luôn. Cho nên là các bạn đi ăn hay rủ thêm nhiều bạn bè hoặc là gia đình để thưởng thức nhiều món ăn cùng lúc á. Cái một người mà ăn thấy một đĩa xôi chiên là không hết đâu á. Thấy tô cháo 25.000 mà với cái lượng gà như là quá rẻ. Còn đĩa xôi này là có 40.000 thôi các bạn. Còn gà nướng và gà mấy cái đồ mà chiên mắm hoặc là nướng thì 55.000 đồng giá. Gà xé bóp thì sẽ là 65.000 một cái đùi gà xé bóp. Giá cả bình dân mà ai cũng có thể ăn được. Mà cái phần ăn chất lượng. Bán không ngớt luôn á. Đã hiểu. Xuống không? Ngon quá, ăn một bữa ăn quá chi là thỏa mãn. Là quá chi là ngon. Và cái quán ăn ở của chú thì rất là gần với lại là chợ hàng. Các bạn chỉ cần đi bộ từ chợ hàng qua đây là cỡ chưa tới một cây số, mấy trăm mét. Gần chợ cồn luôn, nằm giữa chợ hàng và chợ cồn. Mình ăn xong có xong mình đi bộ dạo dạo ra cầu sông Hàn. Xong đi dạo buổi tối uống nước mía hay là uống nước dừa với nó là hợp lý luôn. Các bạn ơi, video của hai chị em mình đến là kết thúc tại đây và mình xin cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này và các bạn hãy nhấn nhớ like cũng như là đăng ký kênh Hai Cô Gái Đà Nẵng để ủng hộ cho hai chị em mình, giúp cho hai chị em mình có thêm nhiều động lực làm những nội dung hay hơn
hấp dẫn hơn dành tặng đến các bạn nha. Và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye chú. Con ăn xong đồ ngon quá chú, cứ cho con gửi tiền. Ăn với chú, chú làm nữa con thích ngày mong còn tới quán chú răng. Dạ các bạn ơi, dạ con cảm ơn chú. Các bạn ơi, hôm nay chú mời mình ăn. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Cô chú nhiệt tình quá, cho tụi con quay hết trơn, quay hết công thức, con về con học nghề lõm năng chú. Dạ mình đâu quan tâm. Dạ đứa con chúc chú là năm mới chú nhiều sức khỏe, chú vạn sự như ý, và lúc mua quán chú là cũng đông khách. Dạ con, dạ con chào chú. Các bạn ơi, hai chị em mình vừa ăn xong rồi mà còn được sách về nữa, và mình xin cảm ơn chú chủ quán và cô chú đã hỗ trợ cho hai chị em mình quay video cả chiều hôm nay. Và các bạn hãy nhớ ghé quán Xôi Tuấn nha, nếu như các bạn có dịp ghé thăm du lịch Đà Nẵng, hoặc là những bạn nào đang ở Đà Nẵng mà chưa biết đến quán thì hãy đến đây thử món xôi chiên ở quán chú nha. Và ở đây thì món nào mình thấy cũng ngon và rất là nêm nếm đậm đà, hợp theo khẩu vị của mình. Xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.